Rồi, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà mở cái bộ khóa mà ngày hôm qua tôi đã giới thiệu các bạn. Cái việc mở khóa này sẽ như thế nào, chúng ta cùng theo dõi ở trên cái video này nhé. Chúng ta tìm đến một cái điểm ở đây. Cái điểm có cái độ bập bênh ở đây. Đây các bạn. Chỉ cần phá được cái chốt này là chúng ta đã có thể mở được chiếc khóa khổng minh này. Vấn đề tiếp theo của chúng ta là làm sao để lắp nó vào. Chúng ta nhìn cái cấu tạo của khóa khổng minh này. Như trên hình chúng ta thấy 11 quân này giống nhau, chỉ có duy nhất một thằng này, anh chàng này, là bị sứt một cái cạnh. Chúng ta lắp như sau. Cứ lấy hai quân một. Ép cho nó khít. Rồi. Đến đây là bước khó nhất, chúng ta chỉ cần như sau. Chúng ta nhấc bộ khóa của mình lên, đẩy cho cái quân này nó tụt xuống dưới. Cho nó tụt hết cái quân số 1 là được. Từ đó chúng ta nhìn thấy cái quân này có thể di chuyển. Cho nó tụt hết đến đoạn này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cách lắp bộ khóa khổng minh này. Và đến với kết thúc video này thì cũng dành một cái câu đối cho các bạn. Đó là bạn nào mở được cái bộ khóa khổng minh tiếp theo, đó là bộ khóa khổng minh hình trái đất này. Đương nhiên sẽ dành một bộ quà tặng tùy chọn, bộ khóa Hồng Minh tùy chọn cho các bạn. Chúng tôi có 8 bộ khóa Hồng Minh và liên tục update, các bạn có thể theo dõi ở cái đường link phía dưới này nhé. Ở phần xem thêm ấy, để có thể biết rằng các bạn có thể tùy chọn, nếu các bạn là người chiến thắng các bạn có thể tùy chọn một trong 8 bộ đấy. Và nếu chúng tôi xuất hiện bộ thứ 9, thứ 10, thứ 11, 12 hoặc nhiều hơn nữa thì các bạn có thể tùy chọn trong cái thời điểm các bạn chiến thắng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn là người may mắn.